Sẽ chia sẻ cái tác dụng của cái nước dâu ngô này nhé, đối với sức khỏe nhé, và mình sẽ nấu nước dâu ngô để mình dùng. Các bạn khi mà chúng ta ăn ngô ấy thì chúng ta chỉ lấy cái phần ngô, còn phần cái phần hay lấy cái phần bắp ngô, còn phần dâu ngô mình hay bỏ đi ấy. Nhưng các bạn đừng nên bỏ dâu ngô nhé, vì dâu ngô này nó có rất là nhiều tác dụng, vì trong bản thân dâu ngô ấy nó có rất là nhiều những chất tốt cho sức khỏe, để ngăn ngừa bệnh tim này và phòng chống cholesterol cao này, và nó cũng chứa axit thực vật giúp cải thiện tình trạng răng miệng và da, ổn định đường huyết này, và cái dâu ngô khô tươi này hay là dâu ngô khô ấy, đều có tác dụng rất là tốt nhé. Và khi mà chúng ta uống nước dâu ngô thì chúng ta có thể cho thêm một ít ít nước cốt chanh vào để cho nó tăng thêm vị cho món ăn nhé. Và bây giờ mình sẽ nói đến những cái tác dụng cơ bản này. Cái dâu ngô này có cái tác dụng là giảm lượng đường trong máu này, nó giúp mà hạ huyết áp và giảm lượng đường trong máu này, rất là tốt cho những người bị bệnh tiểu đường, bệnh suy tim này và cholesterol cao này. Và hàng ngoài thì cái công dụng thứ hai là nó cung cấp vitamin C này, nó rất là nhiều vitamin C này và chất chống oxy hóa mạnh, và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, kích thích tuần hoàn máu này. Đấy là cái vì sao nó lại tốt như vậy. Giảm đau đớn cho người bị bệnh gút này, những người mà bị viêm khớp, thì nhờ vào bệnh gút đấy thì dâu ngô nó sẽ làm giảm cơn đau ấy. Các bạn uống nước dâu ngô ạ, bằng cách là các bạn hàng ngày các bạn uống nước dâu ngô 2 lần một ngày, uống 2 cốc dâu ngô một ngày, và tốt cho người bị và tốt cho thận này. Những người bị bệnh thận ấy thì các bạn dùng cái dâu ngô này rất là tốt ạ, nó giúp chúng ta cải thiện được cái tình trạng của những người bị nhiễm trùng đường tiểu này, viêm bàng quang này, viêm hệ tiết niệu này và sỏi thận này. Và thứ tiếp là nó tăng cường tiêu hóa này, dâu ngô này kích thích sự bài tiết mật của gan này, giúp tiêu hóa thức ăn rất là tốt này, kiểm soát chảy máu nữa. Cái dâu ngô nó chứa vitamin K ấy, hữu ích để kiểm soát chảy máu này, đặc biệt đối với phụ nữ có thai này, bạn có thể uống trà dâu ngô để làm giảm chảy máu do vết cắt hoặc vết thương này, cái này cần giảm đau đầu nữa ạ. Dâu ngô chứa các chất chống viêm giúp giảm đau đầu mãn tính này. Uống loại trà này, trà dâu ngô này sẽ làm giảm cơn đau đầu này, giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn và giảm độ cứng của vai này. Và cái dâu ngô này nó cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng nhé, hỗ trợ giảm cân nữa. Vì cái nước dâu ngô này nó có hàm lượng calo rất là thấp, uống cái nước dâu ngô này sẽ cải thiện quá trình trao đổi chất và kiểm soát viêm và thải độc cơ thể. Và cái quan trọng cuối cùng là điều trị phát ban. Dâu ngô được sử dụng để chữa các vấn đề về da như phát ban và mụn nhọt, giảm ngứa và đau do vết cắn của côn trùng, vết xước và các vết cắn nhỏ. Nó còn giúp kháng khuẩn, sát khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng. Bây giờ các bạn chỉ cần rửa sạch cái dâu ngô này lên, các bạn cho ở đây ví dụ như ở đây mình có khoảng 200 g dâu ngô này, thì mình sẽ cho khoảng 2 lít nước mình đun sủi khoảng 10 phút rồi mình uống hàng ngày, một ngày mình uống khoảng 2 cốc thôi, còn nếu không hết thì mình có thể cất ngăn mát tủ lạnh hôm sau mình lại uống. Cho nước vào để đun nhé. Đây là cái dâu ngô nhà mình trồng được ấy, cho nên mình dùng dâu tươi, còn bạn nào không có thì các bạn có thể phơi dâu ngô để nó khô và các bạn dùng dần. Hàng ngày các bạn hãm trà các bạn uống dần. Đây nhà mình có dâu tươi sẵn này nên mình dùng dần. Luôn dâu tươi này, rất là tốt đấy. Bây giờ mình đậy vung lại đến khi nó sủi được khoảng 10 phút thì là các bạn chắt các bạn lấy cái nước dâu ngô các bạn uống nhé. Các bạn
sủi lên này. Bạn mở bung ra cho mình nhé. Và đun sủi với lửa vừa này khoảng 10 phút để cho nó ra hết cái những cái chất trong cái nước rau ngô này ra nhé. Sau đó mình sẽ chắt lấy cái nước này của chúng ta uống. Ngô này nhà mình làm ngô non ấy, cho nên cái dâu nó hơi xanh. Như vậy là mình đã chia sẻ xong về cái dâu ngô và tác dụng của dâu ngô rồi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.